Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh đang đứng trước một cái căn nhà xây dựng độc lập. Căn nhà này là của dân xây mọi người nhé, xây độc lập một căn, vị trí là thuộc ngõ 77 Ngọc Trục, Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái diện tích của cái căn nhà này là 38m², được xây dựng và thiết kế là 3 tầng, với cái mặt tiền là 3m6 mọi người nhé. Đây, đấy, rất là rộng, mặt tiền rất là rộng, rất là thoáng. Và trước nhà là có một cái khoảng sân để xe cộ, rất là tương đối. Và vị trí của cái căn nhà này cách đường ô tô đi lại là khoảng tầm 15m mọi người nhé. Đây, em đang đứng phía trước mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà được ốp đá granite. Đây, cả hai bên của ngôi nhà là được ốp đá granite. Cửa chính của ngôi nhà đã được thiết kế là toàn bộ là cửa gỗ. Đây, phần cửa chính của ngôi nhà mọi người nhé, chỉ một lớp thôi và là cửa gỗ. Ngôi nhà này với diện tích là 38m², được thiết kế là phòng khách và phòng bếp riêng biệt. Hiện tại thì nãy em Ánh đang đứng ở phía trước phòng khách của cái ngôi nhà này. Mọi người nhìn thấy ạ, phòng khách riêng biệt được chủ đầu tư trang trí tranh treo rất là đẹp. Và đây là khu vực sau này mình có thể để bàn ghế cũng như là tivi. Đó là phần phòng khách. Xin mời mọi người vào phía phòng bếp cùng em. Phòng bếp của cái ngôi nhà này cũng rất là rộng mọi người nhé. Đây ạ, đây chính là khu vực nấu ăn. Đó, rất là rộng. Tủ bếp đây, tủ bếp là được làm bằng gỗ trò mọi người nhé, rất là đầy đủ, cũng như là đầy đủ về vòi chậu cũng như là chậu rửa bát. Đây, đầy đủ rồi ạ. Ở dưới tầng 1 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Đây chính là nhà vệ sinh của tầng 1, khá là rộng. Nhà vệ sinh của tầng 1 đầy đủ về bồn cầu cũng như là vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm tổng lên trên toàn bộ ngôi nhà này. Đó, mọi người có thể quan sát lại một chút về chúng ta có thể đứng từ phần phòng bếp và hướng ra phía ngoài phòng khách của ngôi nhà rất là rộng, với lại cái gam màu chủ nhà sơn là màu vàng rất là ấm cúng. Đó, tiếp theo xin mời mọi người lên phía tầng 2 cùng em nhé. Toàn bộ cái ngôi nhà này thì là đều đã được trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh cũng như là đèn led, trần thạch cao, hồ sơ điện nước đầy đủ rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Đây, mọi người có thể ngắm qua cái phía cầu thang đi lên là được lát đá màu đen rất là đẹp. Tay vịn cầu thang cũng như là được làm bằng gỗ lim Nam Phi. Đây chính là phòng ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Phòng ngủ đây rất là rộng. Cửa thông phòng, tất cả các cửa thông phòng ngủ cũng đều được làm bằng chất liệu gỗ mọi người nhé. Đây, trong cái phòng ngủ của cái căn nhà này, của cái ngôi nhà này là có phía cửa sổ hướng ra cầu thang. Đây, mở ra rất là thoáng. Đó, xin mời mọi người ra phía phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà. Phía phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà đây có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, cửa sổ hai lớp, lớp ngoài là cửa nhôm Việt Pháp, bên trong là sắt hộp sơn tĩnh điện, rất là an toàn chắc chắn, cũng như là hệ thống dây chờ điều hòa, áp chờ điều hòa mọi người nhé.
Với cái diện tích là 38m2 thì trên tầng 2 lại đua ra được thêm khoảng tầm 30 phân nữa mọi người ạ. Cho nên là trên tầng 2 này là chia ra phòng ngủ rất là rộng. Đó. Toàn bộ mấy phòng ngủ này đều được có hỗ trợ hết về cái hệ thống trần thạch cao, đèn led. Cửa thông phòng thì làm bằng cửa gỗ. Phía tầng 2 của ngôi nhà là có một nhà vệ sinh. Đây chính là nhà vệ sinh của ngôi nhà đây. Cái phòng vệ sinh của cái tầng 2 này là được thiết kế đầy đủ sen cây, bồn cầu, cũng như lavabo và hệ thống điện, ống chờ về bình nóng lạnh. Và mọi người có thể ngắm qua một chút cái cách trang trí ở trong cái phòng vệ sinh này cũng rất là đẹp mắt đúng không ạ? Trang trí gạch bông rất đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn. Tiếp theo mà mọi người lên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em nhé. Tầng 3 của ngôi nhà đây. Tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế thêm một phòng ngủ và một khu sân phơi. Đây mọi người ạ, đây chính là phía sau này chúng ta sẽ lắp cái lưới phơi, dàn phơi thông minh mọi người ạ. Đây chính là phần phòng phơi đây, phòng phơi đồ. Đây là phần chờ để lắp máy giặt mọi người nhé. Với cái vị trí của cái căn nhà này thì là đi ra cái trục chính của đường Ngọc Trục, nó rất là Ngọc Trục Đại Mỗ, nó rất là gần. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà cũng được thiết kế một phòng vệ sinh tương tự như tầng 2. Đó. Tương tự giống hệt như tầng 2, cũng gồm đầy đủ thiết bị vệ sinh, bồn cầu, sen tắm và ống chờ bình nóng lạnh. Phía trên tầng 3 còn một phòng ngủ nữa mọi người ạ. Đây chính là phía phòng ngủ ở trên tầng 3, thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng ngủ, các phòng ngủ đều có cửa sổ hướng ra bên ngoài. Với căn nhà này đã hoàn thiện được 100% rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về để ở thôi. Em xin nhắc lại một lần nữa với mọi người nhé. Về cái vị trí của căn nhà này nằm ở ngõ 77, đường Ngọc Trục, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với cái giá bán là 2 tỷ 500 triệu đồng. Và hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người ạ. Vị trí của cái căn nhà này cách trường trung học cơ sở Đại Mỗ khoảng tầm 150m, cách trường mầm non Đại Mỗ B khoảng tầm 200m thôi. Rất là tiện lợi sinh hoạt hàng ngày. Và vị trí của cái căn nhà này đặc biệt cách trung tâm Yemon Hà Đông rất rất gần mọi người ạ. Vị trí của cái căn nhà này cách trung tâm thương mại lớn nhất miền Bắc Yemon Hà Đông chỉ khoảng tầm 500m thôi mọi người nhé. Em xin nhắc lại với mọi người nhé. Cái vị trí của căn nhà này là ở nằm ở ngõ 77 Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Và có cái giá chào bán là 2 tỷ rưỡi. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như thấy hay thì bấm vào like kênh cũng như là đăng ký kênh để có thể nhận được thêm nhiều thông tin bất động sản hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.